À, chắc là bây giờ nói nhắc tới anh Quốc Võ thì một cái năm phải nói cũng bận rộn phải không thưa anh? À, được biết là trong tháng Giêng anh cũng có sẽ phải đi một số công tác thiện nguyện mà anh đã làm. Thì nhìn lại nhân cái dịp này, trong dịp cuối năm thì nhờ anh Quốc Võ có thể chia sẻ những cái công việc anh đang làm, đặc biệt là những công việc cho những người bất hạnh ở Việt Nam thưa anh. Kính thưa anh Cam Hưng, anh Kim Ngô và tất cả quý vị khán giả đang xem đài thân mến, Quốc Võ khá là vui khi mà được công tác, coi như là tạm gọi là lâu dài đấy ha, mình cũng được nhiều show rồi, và cảm thấy rất là vui khi chương trình này được phát sóng và mọi người cũng quan tâm nhiều, đặc biệt là mọi người quan tâm cho kênh YouTube của Việt News TV cũng giống như là kênh Facebook, và chúng tôi muốn chia sẻ chương trình này rộng rãi hơn nữa để cho mọi người cùng biết đến chương trình của chúng ta. Ngoài ra thì nói về Quốc Võ thì mình bật mí chút xíu rằng là Quốc Võ cũng sắp về Việt Nam để cho thứ nhất là thăm gia đình, thăm mẹ mẹ già ở ngoài quê hương. Thứ hai là cũng làm một số công việc thiện nguyện mà lần nào về thì Quốc Võ cũng cũng đi làm. Như vậy. Như là mình ở đây thì mình không phải nói rằng là mình giàu có hoặc là mình dư giả gì, nhưng nói chung là mình cũng đủ sống thôi. Và mình cũng tích góp dành dụm chút xíu những cái tịnh tài để mình giúp đỡ cho những mảnh đời nghèo khó thiệt hương, thì đó là cái nguyện vọng của Võ đó. Những ngày xuân sắp tới thì cũng nôn nao phải không ạ? Anh Cam Hưng không biết là có thường hay về Việt Nam hay không. Cũng lâu rồi, anh cũng chắc khoảng 15-16 năm rồi chưa có về. Thì chắc chắn là đối với chúng tôi, những người đã cũng sống cái thời tuổi trẻ ở Việt Nam cũng luôn nhớ đến những cái kỷ niệm quê hương. Thì chắc ngày hôm nay mình không có dịp về Việt Nam thì mời anh Quốc Võ gửi chúng ta một bản nhạc Về Mùa Xuân. Anh có bài hát nào Về Mùa Xuân chọn để gửi khán giả ngày hôm nay thưa anh? Dạ vâng, thưa anh thì Quốc Võ cũng đang nghĩ trong đầu mình một cái bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng là Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Wow, tuyệt Cái bài này nó nói về một cái bối cảnh là hai người yêu nhưng mà xa nhau, mong muốn rằng là cũng có nên cái duyên gì đó khi mùa xuân về, nhưng mà vì một lý do nào đó thì hai người không đến được với nhau đó trong cái mùa xuân đó, thì cũng mong rằng là cái người còn ở lại đó thì sẽ được vui vẻ trong cái mùa xuân sắp tới. rất là hay. Dạ. Rồi xin mời anh. Vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngày dài mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa hương say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đầu bên. Đầu bên xa vời, mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời sao sắc sống, gió reo mùa đông. Tìm trong giá băng, bông xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đây thôi. Còn thương nhớ nhau, còn nắng u sâu muôn kiếp về sau. Thank you.
trời mưa dẫn lối áo em lệ rơi nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi giọt sương vẫn rơi tình mình vẫn hoài muốn kiếp đầy vơi chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình một giây hồn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đầu bên xa vời mà tình vẫn trôi mây hoài vẫn rơi trời sao sát sóng gió reo mùa đông tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về chốn nào còn thương nhớ nhau còn nắng u sâu muôn kiếp về sau vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về chốn nào còn thương nhớ nhau còn nắng u sâu quý vị. Thật cảm ơn tuyệt vời. Tuyệt vời quá anh Quốc Võ. I love this song. Đây là mượn lời của một khán giả chị Thảo Ly đang theo dõi chương trình cũng như là một cái comment anh Quốc Võ vừa đang giỏi hát hay nữa. Cảm ơn anh. Những cái không khí trong cái không khí những ngày cuối năm như vậy, một bài hát về mùa xuân của nhạc sĩ Quốc Dũng cũng đưa chúng ta cái hình ảnh những cái kỷ niệm của quê hương Việt Nam, đặc biệt là mùa xuân. Rất là cảm ơn anh để đưa chúng ta, đặc biệt là khán giả của chương trình Góc Nhạc Trời Cali, về với những cái kỷ niệm này. Thì nhắc đến những ngày cuối năm, chắc là chúng ta nhớ một cái truyền thống của người Hoa Kỳ, không biết là bây giờ chắc là phải hỏi anh Quốc Võ cũng như là anh Thiên. Chúng ta thường có một cái gọi là resolution. Năm mới là mình phải có ước muốn làm cái gì đó trong năm mới. Bây giờ trước khi qua năm mới, năm cũ vừa rồi 2022, tức là đầu năm 2022, không biết là anh Tim với anh Quốc Võ mình có một cái resolution gì và đến ngày hôm nay thì cái sự thực hiện như thế nào được không? Đừng có mắc cỡ nha, tại không có làm hoa trinh nữ trong đây. Tại vì theo thống kê kính thưa quý vị là những cái resolution này người ta luôn luôn mong ước, nhưng mà hình như là đến 90%+ là không ai làm được cái công việc, những cái ước mơ của mình trong cái năm. Thì trước hết là không biết là Tim có một cái resolution gì trong năm 2022 và thực hiện tới đâu rồi? Dạ thưa anh, thì em xin khẳng định rằng em không thể làm hoa trinh nữ, và đến bây giờ thì thật sự cũng không phải là hoa trinh nữ thưa quý vị. Không có mắc cỡ rồi. Bây dạ, giờ không nói, có mắc cỡ. Rồi, dạ. Bây giờ thành thật khai báo là 2022 mình đã có đầu năm, mình có cái resolution gì chưa, và đến ngày hôm nay thì có thực hiện được cái điều đó chưa? Những cái dự định về công việc làm ăn á, thì rõ ràng ai cũng có khó khăn, nhưng mà cái sự cố gắng của Thiên Ngô cũng được phân nửa cái đoạn đường mình muốn đi thưa vị. Nhưng cái mà Thiên Ngô muốn chia sẻ đó là cái góc nhạc Trời Cali của anh chị em chúng tôi, thì rõ ràng chúng tôi đang từ những viên đá đầu tiên chúng tôi xây dựng lên, và chúng tôi mong rằng qua năm 2023 như dự tính của Tim Ngô và anh Cao Minh Hưng, thì chúng tôi hy vọng sẽ cho chương trình mình bước ra sân khấu lớn. Đó là một cái ước mong, và chúng tôi đã làm điều đó, gây dựng điều đó trong suốt năm 2022, và mong 2023 thì mọi thứ sẽ sớm thành hiện thực thưa quý vị. Tức là cảm ơn Tim, một câu trả lời gom luôn hai câu ha, 2022 và 2023. Cùng câu hỏi với anh Quốc Võ là có thể chia sẻ thêm resolution của anh trong năm mới như thế nào thưa anh Quốc Võ? Thưa Tim Ngô, thì mình cũng nói chung là mình cũng khoe khoe với lại hai anh với lại khán giả cũng cho vui, là cái năm 2022 vừa qua là một năm mình cũng rất là may mắn,
khi mà mình đạt được những ước nguyện mà mình đã đề ra trong năm 21. Thì thật sự mà mình nói thì Quốc Võ đề ra những cái việc mình phải làm á, là trong 5 năm lận. Cái plan 5 năm thì trong năm đó mình sẽ làm những cái việc gì, thì năm này làm gì làm gì, thì trong 5 năm tới. Tuy nhiên thì trong cái năm 22 vừa qua thì cũng có phát triển về vấn đề phim ảnh. Và cái đặc biệt là cái cầu số 6 mà xây tại Vĩnh Long thì đã hoàn thành. Cũng gia đình của Võ Võ thì cũng xây rất là nhiều cầu Vĩnh Long. Thì không biết tại sao mà mình lại yêu thích cái thành phố Vĩnh Long. Tuy nhiên Quốc Võ không phải sinh ra tại Vĩnh Long, nhưng mà mình lại yêu mến Vĩnh Long, không hiểu. Tại vì quý vị biết rằng là Vĩnh Long có rất là nhiều những con rạch, những con sông, hàng trăm những con rạch nhỏ. Mà khi mà Quốc Võ có dịp về đó chơi đấy, thì thấy những trẻ em ở dưới đó họ không có, tụi nhỏ nó không có phương tiện đó, không có cầu đó để đi học. Phải lội sông, lội suối, rồi cái cầu số 6 là một cái cơ duyên. Bởi vì quý vị biết rằng là có một em bé học lớp 3 thôi, tức là mới 8 tuổi thôi, thì bị rớt xuống sông. Lúc trước ngay chỗ đó nó có một cái cầu, nhưng mà nó không có cái lan can hai bên, cho nên là cái cầu rất là nhỏ, cho nên là đứa bé này bị rớt xuống sông thì tử vong. Cho nên thì đó là cái mình thấy câu chuyện đó, mình cảm thấy mình rất là băn khoăn về những cái vấn đề đó, cho nên mới phát tâm xây cái cầu số 6 đó. Thì đã hoàn thành rồi, thì Quốc Võ 3 tháng trước đã có về Việt Nam để khánh thành cái cầu nhân ái đó. Thì bây giờ lại về được nữa, tuần sau về nữa để tiếp tục những công việc thiện nguyện. Thì đó là những cái điều mà mình cũng đã đạt được trong năm 22. Với lại một cái kịch bản phim số 4 cũng đã mới bị viết xong. Thì không biết là anh Cân Mạc Hưng có nhã ý là muốn tài trợ hay không. Rồi xin hoài mà anh không cho một đống cái vai nhỏ nhỏ trong đó, ông nói là chưa có đủ tiêu chuẩn không anh? Không, ai chứ còn phe ta thì đó quý vị, nó muốn chia sẻ nhỏ nhỏ cho nó vui trong cái năm, trong những ngày cuối năm của 22, thì cũng mong rằng là những cái ước nguyện của năm 23 thì sẽ tiếp tục, không ạ? Rất là cảm ơn anh vì trái tấm lòng của anh và những chiếc cầu nhân ái này mong rằng sẽ kết nối và phải nói là tạo một cái điều kiện thuận lợi cho những người dân ở Vĩnh Long. Cũng cảm ơn tất cả quý vị cùng chung tay đóng góp với anh Quốc Võ cho những cái công trình rất là thiện nguyện này.